Thưa quý vị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chính thức bị cách chức từ ngày 7 tháng 6. Nhìn lại 19 tháng giữ vai trò người đứng đầu của ngành y tế, ông Long có nhiều phát ngôn đáng chú ý liên quan đến công tác phòng chống dịch, vụ Việt Á và các vụ việc sai phạm trong ngành y tế. Trong chương trình làm việc của Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Long thừa nhận, bấy lâu nay, vấn đề xã hội hóa đối với y tế bị sai phạm rất nhiều. Còn phát biểu tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương vào ngày 5 tháng 1, ông khẳng định những vi phạm sai sót xảy ra vừa qua là rất nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm minh với tư cách là bộ trưởng bộ y tế ông long đã ký báo cáo gửi quốc hội về tình hình phòng chống dịch trong đó báo cáo rõ về các vấn đề vi phạm của công ty cổ phần công nghệ việt á là vi phạm pháp luật nghiêm trọng lợi dụng tình trạng dịch bệnh để trục lợi có cá nhân đã vi phạm các quy định trong tổ chức thực hiện mua sắm đấu thầu cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật tại phiên chất vấn liên quan đến hàng loạt cán bộ y tế vướng sai phạm trong đấu thầu và mua bán thuốc ông nguyễn thanh long trả lời đây là những vụ việc hết sức đau lòng mặc dù các quy định về đấu thầu đã có nhưng vẫn có vi phạm tham ô tham nhũng các cơ quan chức năng cần xử lý theo đúng pháp luật